Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để cập nhật phiếu giảm giá hàng nhập mua. Trong trường hợp khi mà chúng ta đã mua hàng về rồi nhưng mà sau đấy lại được nhà cung cấp đồng ý giảm giá cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện cái phiếu giảm giá này như nào? Thế thì cái cụ thể ở đây chúng ta chọn mua hàng này nhé các bạn nhé, chọn giảm giá này. Chúng ta chọn thêm. Ở đây thì các cái hình thức thanh toán đây thì các bạn biết rồi đúng không? Chưa thanh toán là thanh toán bằng tiền mặt. Nó tự động hạch toán vào tài khoản công nợ. Thế đầu tiên để chọn được cái hóa đơn mua, các bạn kích vào đây nó không hiện ra cho các bạn đâu, mà các bạn phải chọn cái đối tượng cụ thể. Ví dụ như chúng ta giảm giá cho cái đô của cái giảm giá, tức là cái đơn vị này quyết định giảm giá cho chúng ta. Thế thì chúng ta phải chọn cái đối tượng này, chúng ta chọn hóa đơn mua thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái chứng từ liên quan đến cái đơn vị này. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy là có cả cái hai cái phiếu này chẳng hạn. Để giảm cho cái phiếu, ví dụ phiếu số 8 này chúng ta chọn cả hai, chúng ta chọn nút mũi tên sang này. Ok, chúng ta chọn đồng ý thì mặc nhiên nó sẽ đưa tất cả thông tin ra đây cho các bạn. Thế thì cái đơn giá ở đây là đánh cái đơn giá gì? Thì có nghĩa là ở chỗ này cái đơn giá các bạn đánh vào là cái giá được giảm. Ví dụ như nó là giá 25.000 và chúng ta được giảm 2.000, chúng ta đánh ở đây 2.000 này. Và ví dụ như 200.000 ấy thì chúng ta sẽ được giảm, ví dụ như 20.000 thì chúng ta có đây, chúng ta đánh vào 20.000 nhá. Đây là cái số tiền được giảm, tức là giá giảm trên mỗi loại hàng hóa chứ không phải là, ví dụ như giảm 20.000 thì các bạn đánh vào đây 180.000 là không phải nha các bạn nha, lưu ý nhé. Ví dụ giảm 20.000 chúng ta đánh vào 20.000. Đấy, cái này là rất quan trọng. Có khi các bạn lại còn cập nhật nó sai thì cũng trường hợp đấy là nó cũng 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 sẽ gây ra cái việc là sai cái đối trừ công nợ cho khách hàng. Phần thứ hai là phần thuế, thì các bạn lưu ý là ở đây cái các bạn khai báo cái thuế và hóa đơn bình thường, thì trong trường hợp này người ta sẽ gửi cho các bạn một cái hóa đơn giảm giá. Như vậy các bạn chọn lưu. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái phiếu giảm giá.